Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Clip mới ngày hôm nay thì em cũng có một số tác phẩm để giới thiệu với bà con mình nha. Thì hôm nay em gồm có là cũng như là bộ bàn giáp tàu nè, gồm 9 món đó, và một số món đồ gốm tàu nữa nha bà con. Đồ phong thủy các loại, đồ gỗ, đồ đồng để giới thiệu cho bà con mình nha. Qua số điện thoại em là 0772 8 7 2 7 8. Cửa hàng chúng em thì nằm ở tuyến quốc lộ 91 của quận Long Môn, thành phố Cần Thơ. Ở bên em chuyên sỉ lẻ toàn quốc các mặt hàng cũng như là tủ, bàn, ghế, giường sạp, lông sàn, hàng xưa cũ nha. Ở bà con mình đến trực tiếp để xem và tham khảo giao lưu. Thì em cũng chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều ủng hộ trong những clip vừa qua nha. Thì đầu tiên hôm nay em xin giới thiệu với bà con mình nha. Đó là mã số 1 đầu tiên. Đó là một bộ tách trà, ấm trà luôn nha. Đó và một cái bát. Đó, mã số là 1G bà con mình xem. Thì bộ này thì nó gồm có 14 món nha bà con. Đó, thì nó gồm có 2, 4, 6, 8 cái ly. Đó, 8 cái ly nha. Đó, và những cái đồ cốc gót nước rồi nè. Đó, và cái thố trà rồi nè. Đó, đồ gốm bà con mình xem nhiều món nha. Một cái bát lớn nữa nè. Đó, bà con mình xem 14 món rồi nha. Đó, để em đo kích thước từ món báo bà con mình. Cái thố to này đường kính 16, chiều cao em đo 7 phân nha. Đó, còn cái ly trà thì đường kính chiều ngang nó khoảng 6 phân rưỡi thôi. Chiều cao mỗi cái ly thì 5 phân. Ấm trà thì em đo chiều dài đi là 14 nha. Đó, còn một cái tách trà lớn nè thì đường kính nó cũng nói tới 10 phân lận, chiều cao tổng là 7 phân nha. Đó, và một cái đồ mình gót sữa, gót đường rồi nè, đó bà con mình xem khá là đẹp. Hàng này em bao chuyển là hàng vẽ tay rồi bộ hết nha bà con, tuổi đời khoảng vài chục năm nha. Đó, hàng này nói chung là cũng khoảng 5-60 năm trở lên. Hàng này cũng những nhà quý tộc người ta xài nè bà con mình xem nha, khá là đẹp. Đó, nước men của nó nè, nước mực màu người ta vẽ là nha, hình cá chép nè. Và đặc biệt cái này đều bọc đồng hết nha bà con, hàng bọc đồng nhỏ xíu nhưng cũng vẫn bọc luôn nha. Đó, bà con mình xem giúp em. Đây còn cái tách trà nè. Men gốm thì rất là nhẹ nha, lành lặn, đặc biệt thì làm tích không có nước mẻ chỗ nào hết. Ở đây có một cái ly nữa nè, cái ly gọn gàng này bà con mình xem. Đó, chôn đế đây một chuyện đầy đủ. Đó, và cái bát lớn luôn nha. Đó, đều bọc chuyền đồng trên đế hết luôn nè bà con mình xem. Và miệng luôn nha bà con, rất là đẹp nha, hàng chuẩn xưa nha bà con. Đó, hàng này là hàng chuẩn xưa đó. Đây ly của nó đây, 8 cái ly như thế này, 14 món lần nha. Còn cái này giống như là một cái đồ mình lượt trà rồi nè, mình để lên cái ly để mình lượt trà rồi nè bà con mình xem, khá là đẹp. Đó, lành lặn và liền lạc hết, không lỗi lầm. Đó, nguyên bộ này giá em giao lưu cho bà con mình là 4.800.000, bao chuẩn là hàng lầm tích liền lạc, hàng tàu xưa vẽ tay 100%. Hàng về đến nơi kiểm tra hàng, bể vỡ cái nào liên hệ bên em xử lý nha, cứ yên tâm nha. Đó, vì nó rất là nhiều món, tới 14 món lận. Và mã kế tiếp theo là số đầu tiên, là số 1G. Cái bộ vừa rồi là số 0 đi nha bà con. À, bà con mình xem nha, còn đây là số 1 nha. Đó là một cặp chế tàu xưa nha, hàng này là hàng vớt biển. Đó, tuổi đời của nó thì em độ nó cũng khoảng là 5-60 năm. Đó, bà con mình xem hàng khá là đẹp nha. Đó, hàng này là hàng tàu chuẩn quẻ tay 100%, và hàng này là hàng cao cấp luôn. Đó, vì những cái đường men nước mực người ta quẻ nhìn rất là đẹp và đậm đà bản sắc nha bà con. Đó, cái này cái tích người ta quẻ cái này rất là nhiều bông hoa nè. Đó, với cái chiều cao tổng này á, thì em đo lên tới là 66 nha, em đo đường kính hình chim bay á, quanh bụng là lên tới 76, nắp miệng lành lặn nè, không nứt bể, bên trong là còn những con sam nó đóng nha. Cái này thì nói chung em không có vệ sinh, mình có nhu cầu thì em sẽ cho mà người ta trà hoặc đánh rửa lại cho bà con của mình, không thì em để nguyên thủy, vì hàng này em sưu tầm sao thì em để nguyên ghim để cho bà con mình xem. Nếu bà con mình nhu cầu làm sạch sẽ, vệ sinh sáng bóng thì em sẽ làm cho bà con của mình luôn, nó theo yêu cầu nha, không thì em để nguyên thủy em giao lưu cho bà con của mình. Đó, khá là đẹp nha, men của nó thì nó theo thời gian 5 tháng rồi. Đó, nó sậm theo thời gian á. Cái cặp này nói chung rất là đẹp nha bà con, và giá trị cao cấp luôn nha, hàng đẹp hiếm tìm, hàng xưa chuẩn 100%. Đôi này giá em giao lưu với bà con mình là 16 triệu, em bao ship tận nhà và bao kiểm tra hàng nha. Đó, đúng hàng tàu xưa vớt biển bà con mình nhận, không đúng hoàng dậy yên tâm, lành lặn liền lạc không lỗi lầm luôn. Và đến với mã số 2, số 2G thì một cặp ché cũng khá là đẹp nữa nè. Hàng này nói chung thì nó còn nguyên thủy nó luôn. À, nó còn đóng những cái con san hô ở trên nắp và bình nè, còn kính hết trơn luôn nha, không có trà rửa đánh bóng, làm để nguyên thủy nguyên ghim. Đó, bà con mà xem cái tích này là tùng nai sơn thủy, những cái đường hoa văn quả tiết bên trong người ta quẻ nhìn rất là đẹp, vì những bị những con san hô nó đóng khá là dày. Đó, bà con mình xem nha, đây lành lặn và liền lạc toàn bộ. Chiều cao em đo ché đời đường kính hình chim bay thế này là 54, cái hoành bụng này của nó là 90 lần nha, hoành bụng 90. Đó, những cái mặt hàng này thì em bao bà con là mình luôn nha, cái tích từ cái tích cho nó là cái mẫu dáng kiểu như thế này, nói chung là hàng rất là đẹp và độc lạ luôn á bà con mình xem nè. Nắp miệng của nó đây, đó đây nó đóng luôn cả bên trong này luôn nè nha bà con. Cái hàng này nói chung á
người ta sưu tầm được nó cũng còn rất là may mắn, là nó còn đủ nguyên dạng một cặp và nắp nó còn đầy đủ, nó không bị nứt hay bị mẻ gì luôn. Đó, vì hàng này đa số nó dễ bị mà vớt chụp vớt dễ bị nứt bị bể lắm nha. Chôn đế mặt chiếc lá nè, gốm khang hy của Tàu nha bà con. Đó, bà con mình xem là khá là đẹp. Mấy cái này thì mình muốn đánh ra trà ra thì em sẽ cho vệ sinh lại sạch sẽ luôn, không em để nguyên thủy nha. Đó, đó bà con mình xem lầm tích nguyên dạng hàng Tàu cao cấp. Đôi này giá em giao lưu cho bà con mình là 15 triệu bao phí ship tặng nhà nha, 15 triệu đồng. Họ hàng về đến nơi kiểm tra hàng lành lặn nguyên dạng chuẩn Tàu xưa nhận, không chuẩn hoàng về yên tâm. Mấy cái hàng này đều hàng lâu năm toàn bộ hết rồi. À, đến cái mã tiếp theo là số 3, một cặp nhạo rất là to luôn. À, tích là sơn thủy hữu tình nha. À, với cái chiều cao này tổng em đo nó lên tới 41 là miệng cái đường kính nó trên là 4 phân và hoành bụng như thế này là 71 nha. Đây men quả tiết nha bà con, vẽ rất là đẹp. À, cái hàng xưa và hàng gần đây là mình so sánh, mình cảm nhận, mình nhìn là mình cũng biết nha. Đó, vì nước men của nó nè, nó đậm theo màu sữa gạo thứ nhất, thứ hai là cái đường mực của người ta vẽ nó rất là đậm đà luôn nha, chứ không phải mà hàng nó sáng bóng kiểu bây giờ. Mình nhìn xem chôn đế mọc thì 6 chữ đó. Mấy cái đôi này nó to lớn lắm nha. Đó, mấy cái bình này nhìn bên ngoài nó to lắm. Cặp này em giao lưu cho bà con mình với giá là 5.600.000 một đôi, 5.600.000 đồng nha. Mã số 4 là một cặp bình cũ tuổi nữa nè. Đây quẻ cái tích là những con ngựa nè bà con mình xem nha, giống như là những con ngựa thằn, ngựa chiến gì đó. Đó, đây hoa văn quả tiết kiểu dáng độc đáo. Với chiều cao bình này thì em đo là 34, miệng có đường kính là 5 phân. Đó, và hoành bụng này của nó lên tới là 56, không nứt mẻ hay tóc gió chỗ nào, lành lặn liền lạc nguyên dạng. Đó, chôn đế mộc 6 chữ, bao chuẩn hàng xưa, lành tích nha. Đó, cái cổ bình người ta làm rất là đẹp nè bà con mình xem nha. Đó, rất đẹp và độc. Đôi này em giao lưu cho bà con mình giá là 5.300.000 nha, 5.300.000 một đôi nha bà con. Và mã số 5, một cái ché là một cái thố xưa nữa nè. Cái này thì bà con mình xem nha, nước men của nó, cái này thì một cặp, cái này nước men mình bên ngoài nè, nó lên là màu cốc hết trơn rồi. À, bà con mình xem kiểu dạng lâu năm lên kẽm luôn á. Đó, đây bà con mình xem khá là đẹp. Đó, cái tích này giống như là một cái người đánh chuông ở trước cổng á bà con mình xem. Đó, tích cổ nha bà con. Chiều cao này tổng em đo là 34, hoành bụng này của nó lên tới là 71 nha. Miệng nắp lành lặn không nứt mẻ. Đó, bao chuẩn hàng xưa, những cái đôi này từ giá 5-70 năm, 7-80 năm trở lên hết nha. Hàng rất là lâu đời, già tuổi. Đó, đây bà con mình xem nè, từ trong ra ngoài. Mọc 6 chữ, đó, mọc đế 6 chữ nha. Đó, cái này người xưa người ta dùng đựng gạo, đựng đường, đựng muối rồi đó bà con mình xem. Khá là đẹp, lầm tích nguyên dạng hết. Không lỗi lầm chỗ nào, chỉ có là màu... cái màu của nó là theo thời gian thôi, nó lên màu cốc rồi màu hột tiêu hết nha. Đôi này em giao lưu giá bà con mình là 4.500.000 một cặp nha, 4.500.000 đồng. Tình trạng thì làm tích liền lạc hết, không nứt mẻ nha bà con, nó chỉ có theo thời gian năm tháng á, kiểu dạng mà lên kẽm á. Và đến với mã tiếp theo, một cặp bình khá là đẹp, số 6G. À, đôi này thì bà con mình xem này là chim chỉ. Đó, đây là hoa mẫu đơn nha, khá là đẹp luôn. Đó, chiều cao tổng này á, thì em đo nó lên tới 60, miệng đường kính bình này là 20, hoành bụng này lên tới là 79 nha. Cái màu của nó nè, theo lên màu theo gian năm tháng, sậm màu sữa gạo hết rồi. Đó, nước mực thì vẽ đậm đà nè, con cái con chim nhìn rất là đẹp vào hộp luôn. Đó, và những cái đóa hoa nè, đó bà con mình xem nha. Chôn đế đây bà con mình xem, rất là già đồ. Đó, bao chuẩn cho bà con mình về cứ kiểm tra test hàng, không xưa không già đồ, hoàng về yên tâm cho những mặt hàng như thế này nha. Đôi này em giao lưu giá là 6.800.000 một cặp, bao ship toàn quốc, 6.800.000 đồng. Và đến với mã số 7, một cái chậu lớn nha bà con. À, chậu này vẽ cái tích là sơn thủy nè. À, và những cây tùng nè bà con mình xem khá là đẹp. Vẽ là vẽ hai mặt luôn á. Đường kính cái chậu này lên tới 28 luôn nha, chiều cao là 10 phân. À, bên trong là con mình xem nha, những ngọn núi nè. À, và bên ngoài thì vẽ hoa văn. Đây bà con mình xem chôn đế nè, rất là đẹp nha bà con. Chôn đế nhìn rất là xưa nha. Đó, em giao lưu cái chậu này với bà con mình là 2.600.000. Mã tiếp theo là một cặp bình. Đây là một cặp bình vẽ và khắc luôn. Đó, gồng là bà con mình xem nha, rất là đẹp. Đây, đó, lành lặn liền lạc hết nha. Vẽ những con gồng và những đám mây. Đặc biệt là những cái mô hình này người ta vẽ và khắc lên luôn nha bà con. Mình giờ tay vào sập cộng tay nha. Với chiều cao mỗi bình đó là em đo nó lên tới 46, miệng đường kính 13, hoành bụng này lên tới 63 nha, không nứt bể hay tóc gió chỗ nào hết á. Đó, bà con mình xem khắc vẽ luôn. Đó, lành lặn liền lạc, hàng Tàu cao cấp, chôn đế mộc 6 chữ. Đó, đây. Đó, không có bị mà lỗi lầm nha. Đó,
Đôi này giá em giao lưu với bà con của mình một cặp như thế này nha, bên em bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, cái giá nó gấp rồi. Đây là 3,8 triệu nha bà con. Cặp bình này em giao lưu là 3,8 triệu nha. Đó, vẽ cái tích rồng nhìn rất là đẹp. Mỗi một bình là 3 con rồng, hai bình là 6 con. Đó, tặng tượng trưng cho chữ phát nha, phát lộc á. Và mã số 9 thì em có là một cặp nhạo nữa nè. Đó, vẽ cái tích là những cái dị quan. Đó, bà con mình xem nha. Mang màu vàng, mang là hai da luôn, vẽ hai lớp luôn nha. Với chiều cao này em đo lên tới 45, miệng đường kính 3 phân và hoành bụng này là nó 66. Đó, những cái hàng tàu mà mình có đôi nhạo to hay lớn thế này mà kiểu dáng người ta vẽ chi tiết từng chi tiết một nè, nhìn rất là đẹp nha bà con, không phải hàng in hay kéo đề can nha. Mình nhìn xem mình biết nha và mình về kiểm tra luôn. Hàng kéo đề can bây giờ, hàng mới bây giờ giá rất là mềm á bà con mình xem, còn những cái mặt hàng xưa như thế này thì tương đối á bà con mình xem tham khảo giúp em thêm. Đôi này em giao lưu với bà con mình là 5,5 triệu một cặp, bao phí ship tặng nhà nha, 5,5 triệu đồng. Mã số 10 là một cái bình hút lọc tích vẽ hoa sen, bên đây là vẽ chim hoa nha. Đó, đây một cái chú chim công nha. Chiều cao cái bình này em đo 26, miệng đường kính 9 phân và hoành bụng này lên tới 70 luôn nha. Đó, bình hút lọc rất là đẹp nè. Đó, chim phù dung hóa rất là đẹp. Đó, chim công một cặp luôn. Đây cho ông đế, hàng này hàng cũ thôi, không cổ không xưa nha, có sao em báo vậy. Này em giao lưu giá là 1,8 triệu nha bà con, 1,8 triệu đồng. Và mã tiếp theo là số 11, một cặp bình vẽ là hoa mai rất là đẹp luôn nè. Đó, vẽ đậm đà luôn, hàng này hàng xưa nha, vì sao nó lên những cái men, những lên giao quy hết trơn rồi, màu men lên giao quy toàn bộ hết luôn rồi nha. Đó, tổng chiều cao này em đo 23, miệng đường kính là 8 phân và hoành bụng này thì nó lên tới 31, làm tích nguyên dạng không lỗi lầm, nước men vẽ rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp nha. Đôi này em giao lưu giá 1,8 triệu nha bà con, hàng chuẩn xưa nha. Và mã số 12 là một cái chiếc bình nè, chiếc bình hình phúc lộc thọ. Đó, hàng vẽ cao cấp, đậm đà. Chiều cao bình này em đo lên tới là 16, hoành bụng này thì lên tới 37. Cái này lâu quá, cái quai của nó lạc mắt luôn rồi. Này là không có quai nha, có sao em giao lưu bà con mình như thế. Được cái thì làm tích thôi, nó không nứt mẻ hay tóc gió gì hết nè. Đó, bà con mình xem chiếc ấm thôi, rất là đẹp. Hoa văn quả tiết vẽ chôn nè, rất là già. Đôi cái này em giao lưu giá 1,8 triệu nha bà con, cái chiếc ấm xưa nha. Rồi mã số 13 là em có một cái song trầm kỳ lăng, chất liệu nó bằng đồng cũ nha. Chiều cao em đo là 13, hoành tổng như thế này là lên tới 28. Cái này về em để trầm hương vào đây đốt nha. Đó, bằng đồng hết. Cái này em song trầm này em giao lưu giá chỉ có 600.000 thôi. Đó, 600.000 đồng thôi nha. Mã số 14 thì em có một cái trầm hương nữa nè nha. Đó, cái song trầm nữa nha. Đó, mình về mình để trầm hương vào mình đốt. Cái này là bằng đồng, cái này hàng cũng vài chục năm rồi nè. Chiều cao này em đo 10 phân, tổng chiều ngang thế này 15. Đó, đồng toàn bộ hết nha. Đó, đây khá là đẹp. Đó, cái này thì giá vô luôn cũng 600.000 cho bà con mình thôi. Đó, cái sông trầm xưa. Và mã kế tiếp theo này là số 15 nha bà con. Một bộ ấm trà bằng đồng nha. Tích là ấm trà này bằng tích là Long Phượng. Chiều cao cái ấm này thì em đo 15, tổng chiều dài 18. Khay trà chiều dài là 21, chiều ngang khay là 13 nha. Ly thì em đo là 3 phân thôi, đường kính thôi. Ly thì nó nhỏ gọn thôi, nhưng mà hàng này nói chung thì khá là già đồ á. Cái này mình về mình trà đánh bóng lên thì em bao đẹp luôn. Ở cái này thì nói chung là mình để tượng trưng thôi nha, chứ không xài sử dụng nha bà con. Đó, đây là cái mâm dưới là khay thì người ta vẽ hình khắc luôn á, những dị quan rất là đẹp. Đó, bộ ấm trà Long Phượng chất liệu bằng đồng, em giao lưu nguyên bộ như thế này giá là 2,2 triệu nha. Mã tiếp theo em có một tác phẩm này là ông Đạt Ma Sư Tổ nha bà con, Quan Hỷ Hữu Duyên. Cái này thì đặc biệt á, cái khối gỗ này nè, chất liệu của nó là gỗ quyết long. Đó, nguyên khối đặc luôn nha, gỗ quyết long nha bà con. Đó, bà con mình Quan Hỷ Hữu Duyên. Chiều cao 20, chiều ngang phần đế là khoảng 8 phân. Cái gỗ này là loại gỗ quý hiếm nha bà con. Đó, cũng rất là đẹp luôn á. Những cái loại gỗ này mà nó hàng mặt to như thế này thì nó cũng rất là ít nha, chứ không phải không có, nhưng mà loại gỗ thuộc về gỗ quý hiếm. Đó, bà con mình xem thông đèn vô là gỗ nó sẽ lên màu đỏ nha. Đó, thông đèn thì gỗ nó sẽ lên màu đỏ, bà con mình xem giúp em khá là đẹp. Đó, Đạt Ma nha bà con. Đó, gỗ quyết long, pho này em giao lưu giá 1,2 triệu cho bà con mình nha. Đó, liền nguyên khối đặt về, cứ kiểm tra hàng giúp em. Đúng gỗ quyết long bà con mình nhận, không đúng hoàng về yên tâm. Đó, có sao em báo mình chuẩn như thế. Và đến với mã tiếp theo này số 17, em có một cái cây bonsai, một cây đào bonsai nhìn rất đẹp nha. Đó, cây đào này thì bà con mình xem kiểu dáng nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn. Rồi chất liệu của nó là bằng những loại đá quý người ta kết tạo lên thành. Những cái bông hoa này thì đều của nó đều là bằng đá luôn nha, đá từ thiên nhiên. Và những cái trái đào nè là bằng đá ngọc hoàng long nha, loại đá là rất là giá trị trên thị trường hiện nay, cũng như là kết hợp với đá sao banh tiên nữa nha.
cho nên thì bà con mình cứ về mình cứ bấm lên Google tìm hiểu thêm những cái dòng đá này nè, nó khá là đẹp. Với tổng cái chiều cao á, em đo là 43, chiều ngang cái tán thế này là 44 nha. Những cái quả đào này nhìn bên ngoài to lắm đó, màu vàng là đá ngọc hoàng long đó, bà con mình xem đó, đế là bằng đá luôn, nguyên cái đế là bằng đá nặng là trên 10 kg nha, khoảng 11-12 kg luôn đó. Này mình về mình để trưng bày dỗ bàn của mình đó, bàn làm việc đó, nhìn rất là đẹp nha bà con, kết hợp lên nha. Đó, cái này về mình trưng là hoài luôn, vĩnh viễn luôn, rất là chắc, cứng cáp, cứng cáp. Em giao lưu với bà con mình tác phẩm này là 4,8 triệu nha, nặng khoảng 11 kg trở lên luôn á, nhìn rất là đẹp. Mình về mình kết hợp với những bộ bàn này nè, về để những cái đôn lên để nhìn rất là đẹp và sang. Và mã tiếp theo này đó là số 18, một cái bộ bàn dắt tàu, mình bà con mình xem nha. Bộ này nó gồm 9 món nè. Ở gỗ là gỗ cỏ thì nó gồm có 3 cái đôn, 4 cái ghế đơn, một cái băng ghế dài và một cái bàn dài, là 9 món nha bà con. Gỗ cỏ được cảnh hót Singapore nha, hàng làm tích sạch sẽ liền lạc hết, không lỗi lầm. Đôn thì một cái đôn lùng và một cặp đôn cao bằng nhau. Ở thì em sẽ đo từng món, em báo cho bà con mình từng chi tiết một. Chỗ nào không rõ không kỹ liên hệ số điện thoại Zalo, em sẽ hỗ trợ thêm nha. Đôn lùng thì kim đo một cái như thế này, chiều cao nó là 65, chiều ngang đôn là lên tới 50, chiều sâu đôn 40 nha, chạm đục là tứ diện. Đó, ốc ác cẳng là thổi chê, mặt là mặt đá tàu văn mây. Đó, chân thì chạm đục là đầu lăn đu cá hết. Đó, bà con mình xem nha, tứ diện. Đó, bà con mình xem khá là đẹp. Nó nặng lắm nha, đôn có hai tầng rất là nặng. Còn bàn thì một chiếc bàn dài nè. Chiều cao cái bàn này thì em đo nó lên tới là 76. Chiều ngang của cái bàn này nha là lên tới 86 nha, ngang là 86. Tổng cái chiều dài như thế này là em đo là 1m9, 190. Bàn bên ngoài nhìn rất là lớn và thịt cộm. Đó, nhìn nó to lắm nha, bộ này nhìn bên ngoài to lắm, nhiều món, 9 món rồi. Đá là đá văn mây là rất là đẹp nè. Đó, bà con mình xem sơ qua nha. Hàng này thì em bao làm tích sạch sẽ hết rồi, về mình xài sử dụng thôi. Đó, gỗ của nó là rất là dày và chắc chắn, không nứt xé hay đắp giá xử lý chỗ nào hết. Nguyên viên của nó luôn, lành lặn hết nha. Chân thì khỏi chơi, những cái chân là nguyên liền nguyên khối hết. Chân thì chiều ngang của nó tới 12, lặn chân rất là to. Mặt bằng rời. Đó, chạm đục tứ chuyện hết trơn luôn. Cho nên mình để hướng nào cũng vẫn đẹp nha. Bộ này mình không gian rộng, mình tiếp khách là ok lắm. Còn ghế đơn của nó, ghế dách nè. Ghế dách loại ghế to nha, mà không phải loại ghế nhỏ nha. Cái nhỏ giá nó mềm rẻ hơn vài chục thì bên em vẫn có luôn nha. Cho nên bà con mình xem tham khảo giúp em. Cẳng chạm đục ốc tứ diện. Đó, chiều cao mỗi ghế thì em đo là 110. Chiều ngang cái phần này lên tới là 76. Chiều sâu ghế em đo lọt lòng nha, 53. Từ mặt đất lên như thế này nè là lên tới 49 vị trí ngồi. Chỉ ngồi chỗ này mình ngồi nó sẽ rộng khoảng 2-3 tấc nữa. Đó. Thành ghế thì nó dày khoảng 4 khoang. Đó, rất là cứng và là lực nha bà con. Này gã gáp bằng mỏng hết. Đó, bình thường nha. Mấy cái này em gã gáp bình thường, không có phá đinh phá mỏng chỗ nào, còn nguyên nguyên xi luôn. Đó, hàng sạch sẽ làm tích nha. Đó, bà con mình xem không rõ không kỹ thì liên hệ số điện thoại Zalo em tư vấn nha. Còn mình ở gần khu vực thì Cần Thơ, quận Hóc Môn á, khu vực địa chỉ chúng em á miền Tây á, thì đến trực tiếp cửa hàng để mình xem tham khảo. Cũng như Sài Gòn mình xuống đây khoảng 2-3 tiếng là mình tới rồi, mình có thể mặn mắt mình giao lưu và mình sưu tầm những sản phẩm mà con mình cần thiết. Đó, đôn này thì có một cặp đôn nè, kích thước là chiều ngang em đo 50, chiều sâu 40, tổng chiều cao của nó là 70. Đó, 40, 50, 70 là chiều cao. Đó, chạm đục cũng tứ diện. Và một cái băng ghế dài, băng ghế chủ này nha. Đó, tam sơn. Đó, gã gáp bằng bình thường. Đó, ghế tam sơn nha, 3 cấp. Tổng cái chiều dài á của cái ghế này thì em đo nó lên tới 195. Và cái chiều cao như thế này nè là em đo nó lên tới là khoảng 112 nha. Đó, cao đó 112. Sâu ra của ghế là lên tới 53, là ghế này mình có thể nằm một người nghỉ ngơi luôn, rất là mát nha. Mặt đá thì con mình xem khá là đẹp, đá văn mây, đá tàu. Đó. 9 món là nha bà con, rất là nhiều món luôn đó nha. Đó, cho nên mình có không gian rộng, diện tích rộng để sưu tầm những sản phẩm này về mình đặt nhà thì nhìn rất đẹp và sang và tương tập luôn. Cái bộ này hôm trước rất lâu rồi em có sưu tầm về mà khách giờ về là khách đã chốt ngay rồi. Em vừa sưu tầm về thêm được một bộ như thế này. Ở vì không gian diện tích đó thích hợp và phù hợp để mình để vào. Đó thì rất là đẹp và sang trọng. Đó, mang cái tính chất là quý tộc. Đó. Bà con mình nhu cầu thì đến trực tiếp cửa hàng chúng em để xem tham khảo nha. Là mình có thể lựa chọn nhiều loại sản phẩm khác nữa. Ở bên em thì nhiều loại sản phẩm đó, giá cả thì từ rẻ đến cao, từ cao đến thấp, ở hàng quýt, hàng dừa, trung bình gì cũng có hết, giá sỉ toàn lẻ toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Đó, thì mình cứ đến trực tiếp cửa hàng để mình xem tận mắt. Cái bộ này thì giá em giao lưu tại cửa hàng chúng em đó là 93 triệu 9 món, 93 triệu bao ship nha.
tổng cộng tới 9 món em nha bà con. Còn mình ở miền Tây thì em sẽ giảm phí lọc lại cho bà con mình luôn nha, cứ yên tâm. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa Lê Nguyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Xin mến chào, hẹn gặp lại ạ.